cháo xong rồi, giờ bắt ấm nước lên, em cho mấy ông uống hết trà. Ông năm tôi là tỉnh chắc vậy đó, ông ăn cơm rồi ông phải chạy đi ông ngủ một chút rồi với tôi dám kêu ông mới lạ. Dạ đúng rồi. Bàn vậy mà kê cái nồi lao vô là nó dám cào là thấy là chán rồi, thấy là ghét. Làm gì bào không mà không láng vậy đó chị thôi. Vậy còn mới ghét nó đó. Nghe mới ghét các bạn. Thì lao không được. Cái nồi lao vô là thấy là không có lao vậy đó. Các bạn nó muốn khiêng ngoài á thì chừng nào chuẩn bị đi mặn á khiêng đem ra luôn. Cái này là cho bảo đảm thằng ăn tạm nó che nó lắc đầu. Nó thiệt chứ dự sao không có chứ khiêng cho dự sao thì dự sao lấy đâu. Còn cái đó đó. Cái đó hồi nãy giờ tổng cũng kiếm cái cây nào. Cái nồi lao kê vô cái mà chắc á hoặc kêu khiêng đem vô tổng. Chứ không khiêng nó khiêng. Chém rồi. Cái đó thì ngoài thì về đến ra ngoài quái chặt cái tre nó lấy cái đằng tay đó, đằng tay yếu yếu đằng tay rồi được mấy tre mới được miếng mấy miếng cạch đó. Chị để về gửi đó về tới bển cá đó không có nó đó hỏng nè nó thấy không nè Khánh thù lưu cá thù lưu à hả còn quay à cái này chắc cá cái quá cá cái. Mẹ xách mấy cái ghế ra về đặng hồi nhập đồ. Con keo. Con keo hả? Không phải, hai cái mày, lấy hai cái mày. Bốn cái. Vừa mới về hả? Về về. Dạ qua chứ. Có kéo không? Qua ngồi ngoài mà. Hả? Dạ. Có kéo không? Thì xách kéo gì con cái hả? Vậy nó đưa về bển nó mới mua con keo qua hả? Nó không qua luôn. Mời mời đi, mời đi. Mời làm ăn keo. Có kéo các ca, có kéo cây kiệm các kéo cái cây ấy chứ. Rồi, mẹ với qua về tước rồi, xíu nữa Khánh cũng chạy về chở mẹ đi công chuyện á. Rồi cậu Năm hồi nãy giờ về bên trò bên kia làm cũng được giấc nhỏ nhỏ hả cậu Năm? Cậu Năm về bển ngủ được. Nó trước bển cũng mát á. Dạ. Giấc ngon lành. Giọt quá nắng đi mài. Dạ. Rồi uống nước trà ăn bánh nè cậu Năm ơi. Khánh có một bánh kìa. Bánh kẹp này tôi thấy dằn khè rồi. Không cái đó là ớt á cậu Năm ơi. Ớt giả gỗ. Chứ ở tông nó vậy nó non. Cũng dừa hả? Cũng cây dừa. Vừa non ở trong non mà ngoài cái nó kiếm vừa già. Ừ. Rồi bắt đầu nó mới bắt vô. Bắt cái chị. Ừ. Bắt chị rồi. Cậu Năm ăn bánh kìa. Rồi. Bánh nè. Còn cái miếng sau ốp rồi, miếng trước không có ốp luôn phải không? Bốn ba mặt. Ba mặt. Ba mặt. Ba mặt. Cái miếng kèo nè. Kèo hả? Còn cái miếng xà chứ. Xà nào có ốp. Cái khúc dưới sao đỏ ao còn cái trên này thì giống như cái này cột là ớt rồi nhưng cái cột có ớt mà kèo cái xà không có ớt cái xà dưới kìa cái cây đó sao bây giờ nó cái màu khác còn cây ở trước thì màu khác. Dạ Khánh xin chào ông bà cô chú chị em và các bạn thân yêu. Giờ Khánh với mẹ chuẩn bị đi về ngoại. Ông mẹ bắt con chó đó ra hả mẹ? Mẹ ẵm nó lên đi. Thích đi. Nó nhát quá. Hả? Nhát mà. Chó này dễ thương nè. Chơi điện tư. Chó này là con của con chó này nè. Tạm biệt cái đi, tạm biệt cái đi. Tạm biệt. Nó chạy ra sợ nó không được. Nó biết chạy chưa mẹ? Nó chạy lẹ lắm, nãy qua bên huyền quay dí ra. Bà ẩm mới biết đi mà. Nó lẹ lắm. Mẹ có khoét cái lỗ không mẹ? Giờ khoét nè. Để ngồi lên tỉnh nằm ngay đơ. Xong rồi khoét nè. Chúng ta
Cái này cây cầu này nó mới thông nè, chị đâu có đi đường này đâu. Dì dạ. Ngoại cũng đi đường kia không ạ? À? Nay mới đi nè. Rồi, Thánh mới giờ chở mẹ lên tới đây nè. Bữa nay chở mẹ lên đây để ra coi mấy ông thợ làm mẫu tới đâu rồi. Chó nãy đâu mà? Chó nãy đâu rồi? Không biết con chó nào của mình luôn á. Ủa chó này của mình nè. À. Hình như con chạy vòng vòng á. Con này không phải cái mặt lạ lạ nè. Này. Thấy không? Mặt này nhọn nhọn nè, không phải chó mình. Okay. Gào chó hả? Cái anh lại vậy ba ơi, nhẹ đó nó lại bơm cát hay gì dưới ta? Ừ. Ừ. Gà. Con chó không chạy xuống dưới giường hả? Ừ. Chạy giường thôi vậy. Nó đi từng lúm mà. Nó cạn lúm chung lúm. Đi không? Đi. Ốc xách Khánh này, Khánh xách nó nhúc nhích. Nó chưa làm tính để làm nó tính bị gian, điện hối nhất để mưa tới. Bữa nay Khánh đi lên đây để coi thợ coi làm tới đâu rồi. Tại vì đợt trước là mấy cậu với mẹ với mấy dì á là làm nhà màu lại xong. Thì bữa hổm là hoàn thiện rồi phần nhà màu. Rồi Khánh thấy chưa đẹp cho nên là Khánh mới nói là Úc kêu thợ vô đi để làm phun sơn giả cẩm thạch lên mấy cây cột á cho thiệt là đẹp luôn. Thì cái phần đó là Khánh làm riêng cho ông bà của mình. Thì bữa nay là thợ đang làm dưới nè, cho nên là hai mình xuống mình coi cái thợ làm tới đâu rồi. Mấy nay thì Úc coi công thợ làm nè, chứ Khánh không có chạy lên mỗi ngày được. Thợ có cái máy nó phun mẹ nghe ẹ máy phun á. Khánh tưởng đâu là làm lâu, ai ngờ làm cũng nhanh. Mấy cây cột này bữa hổm thì đợt trước chưa có tính phun giả cẩm thạch thì nó nhỏ nó ốm lại, mà mình kêu phun giả cẩm thạch thì họ phải làm bự ra rồi mới sơn rồi mới tính mét được. Này mình đi mấy nước không? À? Mình đi mấy nước? Không đi ngày mà nước bóng rồi là cho nó bóng mình tiến rồi. Mình cho nó bóng giận lên phải không? Không, mới đi thử nước bóng màu thử. Nhìn ra như đá vậy. Mấy ngày chưa đi bóng mới màu hoàn cả nên chưa đi bóng. Đó. Cái lót ở tâm cái bắt đầu nó phun trắng trắng ở ngoài, nó phun sơn bóng ở trên. Cây cột này là cây cột sơn màu xanh, chưa phun mà cẩm thạch lên nè. Đó. Này là mình gắn thêm mấy cái đầu tròn tròn. Cái đầu tròn tròn thì cái chân cũng tròn tròn luôn. Chân cột và đầu cột mình gắn tròn tròn lên. Mình đắp thêm ra cho nó bự hơn chút rồi mình mới bắt đầu mình phun sơn.
ta leo lên trên phun từ ở trên phun xuống. Bà hả, muốn thấy không hết hồn hả? Ai ngờ nay đúng rồi phải không? Sơn cái kiểu này thì mình sơn cho nó có dân trắng mà xéo xéo à. Thì giống rau câu quá ha. Út nói là có nhiều loại dân lắm. Thì Út chọn cái dân này nè. Út nói dân này thấy nó giống cẩm thạch hơn nên Út chọn dân này. Đây là tiền để trả công cho mấy ông thợ làm cho mình ở Úc. Thì đây là tấm lòng của con cháu làm cho ông bà của mình thôi. Úc cảm ơn trả cho người ta dùm Khánh nha. Xin cảm ơn Úc. Cảm ơn trả tiền thợ. Quá ngon luôn á chú bà. Chứ không biết là mà anh này vậy cái thấy này không mới biết hơi đủ hay gì nó không có tôi tay nữa mà thì là nếu mà ngon chắc có ăn thịt gà nữa. Ơi. Cái lỗ này hồi nãy đang móc dở dang. Thì giờ ủa cái này móc xong chưa hả chú Hoàng? Cái lỗ này móc xong rồi hả? Chưa hả? Dạ. Cái lỗ này là vẫn chưa xong. Cái lỗ này thì xong rồi hết cậu nè. Lỗ này xong rồi. Cái lỗ đó miếng mà ấy thì lấy cái len cọt cọt rồi len
Vậy là còn nữa ha. À. À. Khánh mới lên mọi năm á mà, cậu Năm. Khánh mới lên mọi năm. Có lên hả? Dạ. Tên không có ai chờ cậu Năm về, chỉ có con chó chờ cậu Năm về. Chú về, chú về. Anh nói vậy cái này nó hờ cái lỗ tai đó lên. Nó giáo giác, giáo giác mắt cái đùi. Rồi con về nhà con nói chở mẹ ăn đi. Hỏi hồi sáng có xuống dưới không? Bà hỏi vậy á. Khánh nói có, Khánh mới bệnh về. Nói vậy chứ. Nói vậy là ngày mai mà cậu Năm con mất tích. Cái con mới kêu Năm ơi thôi xuống với nhà con mẹ con nói vậy mà cậu Năm thôi không được, để cậu đi đây chút. Rồi nó giỡn mấy cậu đâu. Rồi mẹ con có xuống với mẫu nội ngoại, ông ngoại không? Có cậu Năm. Xuống dưới rồi. Bữa nay có mặn không? Có cậu Năm chiều cũng có mặn nữa. Chắc nó hơn, nếu mà không có gì thay đổi thì chắc là ngày mai là hoàn thiện luôn á. Vậy hả? Dạ. Ý là không có thay đổi là nghĩa là không có mưa gió ha. Dạ. Đi về nó không có gì xảy ra. Dạ. Mẹ có ôm chó lên gì vậy không? Có vậy. Gửi nhà mới ốc á. Ừ. Dạ. Điện hồi về cũng bắt luôn. Ở dưới này có cho ăn thịt bò, thịt heo rồi không? Dượng hỏi biết ta về dùm cho nó ăn. Dạ không, nó ăn tấm bình thường à, Hà Dượng Tư ơi. Ăn cơm bình thường hả? Dạ. Có đồ ăn nha. Có cá nữa đó. Không có thì chan nước mắm. Thì nước mắm là nó ăn nha.